Tính đến hết tháng 10 năm 2022, tổng thu ngân sách nhà nước từ dầu thô của PVN ước đạt 65,5 ngàn tỷ đồng, vượt 132,4% dự toán, tăng 95% so với cùng kỳ năm 2021. Thông tin về tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước và công tác quản lý, điều hành thu chi ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính cho biết trong 10 tháng của năm 2022, thu ngân sách nhà nước ước đạt 1.463.000 tỷ đồng, bằng 103,7% dự toán, đặc biệt, trong đó thu từ dầu thô của ngành dầu khí ước đạt 65,5 nghìn tỷ đồng, vượt 132,4% dự toán, chiếm khoảng 4,47% tổng thu ngân sách nhà nước 10 tháng và tăng 95% so với cùng kỳ năm 2021 để đạt được những kết quả đáng khích lệ này pvn đã ý thức được vai trò trách nhiệm của mình chủ động dự báo tình hình và không để phụ thuộc vào giá dầu cùng với việc tiếp thu thực hiện hiệu quả các giải pháp quản trị điều hành đặc biệt là công tác quản trị biến động điều hành linh hoạt phát huy vai trò của các chuỗi giá trị petro việt nam đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh diễn ra an toàn ổn định góp phần quan trọng bình ổn thị trường đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia Tất cả các hoạt động tại các nhà máy, công trình giàn khoan của tập đoàn được đảm bảo an toàn thông suốt. Được biết, trong 10 tháng đầu năm 2022, PVN đã đưa 4 mỏ công trình và khai thác gồm giàn RC10 mỏ Rồng và giàn CTC2 mỏ Cá tầm, mỏ H4 Bắc Bunga Orchid FO và mỏ Đại Nguyệt.